Xin chào quý vị các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin chuyển nhượng ngày 13 tháng 6 của báo điện tử VTC News. Edward Woods lên cơn điên, MU đón hàng loạt tân binh. Năm ngoái, Edward Woods đã là một cú FA bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng khi cùng lúc mang về Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger. Ba cầu thủ này đã cùng ra mắt trong một ngày và khiến cho các cổ động viên Quỷ Đỏ nghi ngờ Edward Woods đã lên cơn điên. Năm này, với Jose Mourinho, Edward Woods thậm chí còn điên hơn khi ông muốn đem về cùng lúc 4-6 tân binh cho Quỷ Đỏ. Victor Lindelof đã đến, Morata chuẩn bị kiểm tra y tế, Fabinho đã đồng ý thỏa thuận miệng với MU, còn vụ Ivan Perisic chỉ cần thêm 5 triệu bảng là mọi thứ xong xuôi. Ngoài ra, những mục tiêu đắt giá như James Rodriguez hay Gareth Bale hoàn toàn có thể đến với Quỷ Đỏ nếu như họ thực sự muốn chi tiền. Rất có thể, các tân binh của MU sẽ đến với Old Trafford và ra mắt trong cùng một ngày, ngay trước chuyến du lịch hè của họ như thường lệ. James Rodriguez đắt, Chelsea chuyển hướng sang Serie A. Theo huấn luyện viên Antonio Conte, 70 triệu bảng là con số quá đắt đỏ dành cho một tiền vệ như James Rodriguez. Chính vì thế, Chelsea đã ngừng đàm phán với Real Madrid về trường hợp này. Chelsea được cho là sẽ nhảy vào cuộc đua giành tiền đạo Andrea Belotti của Torino. Trong trường hợp không mua được cầu thủ, Conte sẽ ưu tiên dành tiền để đầu tư cho các vị trí trên hàng công và không loại trừ khả năng ông tiếp tục sử dụng Diego Costa. Barca chi đậm để tăng cường lực lượng. Tân huấn luyện viên Ernesto Valverde chuẩn bị đi những bước đi tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng. Ông đã nhắm tới rất nhiều cầu thủ tài năng trên toàn thế giới và sắp đưa ra những lời đề nghị có giá. Ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên này là ở vị trí hậu vệ cánh phải. Hector Bellerin đã được lựa chọn. Cầu thủ này có tốc độ, có kỹ thuật tốt, từng chơi bóng cho đội trẻ Barca và cũng thi đấu trong một đội bóng thiên về tấn công như Arsenal. Trên hàng tiền vệ, Marcos Verratti và Philippe Coutinho là những người được nhắm tới thay cho hàng tiền vệ đã xuống phong độ trông thấy của đội bóng xứ Catalan.